Chẳng qua thì là do là kém miệng như thế thì không có ăn uống được tốt hơn thôi. Thứ tiếp thu rất là tốt và anh có kiến thức hơn. Anh thì giảng dạy ông cậu ấy, với lại bà vợ ông. Được rồi, thế nhá. Vào ngó ngàng một tí thôi. Đấy. Trồng cái cây này vào là làm cái cột luôn à? Vâng. Đang tưởng cái đất bé bé thế này thì cho ông Hòa đi. Chào các chú nhá. Đâu, mang thuốc lên cho thôi mà. Cháu Khâm chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với Nắng Mà TV. Hôm nay thì anh em mình quay trở lại nhà bé Chúa mọi người. Ở đây thì là Khâm mua thử một hộp bột ăn dặm. Cũng là cái bột mà sẽ hỗ trợ bé là cái dinh dưỡng. Hy vọng rằng là bé sẽ tăng cân. Đấy, để là cái liệu trình thì đưa bé đi phẫu thuật được thì Khâm cũng có hỏi. Ở đây thì là có cô bác ở trên vùng cao này thì cũng chuyên đưa các bé là đi phẫu thuật cái hở hàm ếch này này. Tuy nhiên thì là sau cái quá trình mà thăm hỏi thì các bác yêu cầu rằng là để mà tiêu chuẩn thì các bé vùng cao của trên mình đi thì trong cái khoảng phạm vi là 7 tháng như bé Chúa ấy, thì bắt buộc là phải được độ 7 kg. Đấy. Có thể trên mạng thì Khâm cũng tra và cũng hỏi trên mạng gọi là Google ấy thì nó cũng chỉ bảo là độ khoảng 5 đến 7 cân thì là có thể là tiến hành phẫu thuật được. Thế nên về tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe và hai nữa trên vùng cao này đi thì các bác theo như mà mọi người hay đi thì có kinh nghiệm thì bắt buộc rằng là phải từ 7 cân trở lên thì anh em mình đang cố gắng là tìm một cái loại này, đồ ăn dinh dưỡng nào cho bé bồi bổ sức khỏe để sớm nhất có thể là bé đủ cái điều kiện đưa đi phẫu thuật các bác nhé. À Hoa, không quen nhà đi à? Quen rồi. Đi phải quen nhà đi chứ. Đây này, chỗ này này, ngoài này bẩn quá. Hôm nay không đi làm gì à? Đi làm gì? Làm việc. Làm gì? Hả? Thôi thằng chữ tai sao mãi chưa thấy khỏi đấy? Cho cái tay kéo. À Hoài lâu không lên hình nhỉ? Chào các bác tí. Hả? Hôm nay cậu uống rượu nữa không? Không uống rồi thôi. Đeo cái này và chào các bác một tí xem nào. Vâng. Sau em hoàn chào các bác các cô. Chúc bác các cô luôn luôn mạnh khỏe. Phải tỉnh táo thế này suốt. Thế là tiến tới là chuẩn bị đi làm gì thì đi làm thôi. Đất hôm nọ là trong kia đất nương. Thì đang thông tin đến các bác anh chị thì công việc của cháu Khâm, của nhà A Hòa thì còn cái vấn đề là nương dẫy. Bữa mà cô Nguyệt ở Nha Trang gửi tiền để mà chuộc nương ấy thì là chủ đất kia ông đi làm xa. Đấy, Quảng Ninh gì đâu đó rồi. Thì chắc có lẽ là phải đợi người ta quay về thôi. Và anh em mình không biết làm việc với ai khác cả. Thì đến thời điểm hiện tại thưa cô Nguyệt thì là cháu Khâm cũng chưa có chuộc mảnh đất. Thế về cái việc chuộc đất ấy thì là phải xem xét anh Hòa nữa. Bây giờ anh Hòa là còn hẳn một cái mảnh đất rất là đẹp luôn. Ở trong nương cái gọi là mảnh đấy là gọi là đẹp mọi người ạ. Là anh Hòa bây giờ là cũng nhổ đậu ra rồi mà anh Hòa chưa làm gì thì em nghĩ rằng là chuộc cái mảnh đất người ta đang trồng cỏ voi kia về anh Hòa chắc gì anh Hòa đã đi làm cái gì ở đấy. Đấy, nếu mà anh Hòa không chịu khó làm em bảo cô Nguyệt là không cần chuộc nữa, kệ anh. Con chuộc về có làm cái gì không? Mình tự đi làm thôi. Nhưng mà bây giờ anh đang có một mảnh kia trong cái anh em thấy anh nhổ đậu với anh cũng đã làm cái gì chưa, trồng cái gì chết chưa? Trồng rau. Rau gì? Trồng cái
Giao gì cũng trồng mà. Giao gì cũng trồng. Thế đây, mấy hôm nay làm cái gì? Mặc áo này ấm không? Mấy hôm nay làm cái gì? Mấy hôm nay ở nhà làm gì? Phải nói chắc là đi... Mẹ vào mấy hôm nay ấy, mấy hôm vừa rồi em không lên ở nhà làm cái gì? Sao nó đi tì thuốc cho trẻ con? Tì thuốc cho trẻ con á? Tì thuốc cho trẻ con. Tì thuốc trẻ con hết một ngày luôn. Thuốc gì? Thuốc gì? Tì thuốc về hôi. Về hôi trình. Dạy, chưa? Thò này thì bao giờ đi ấy? Nó xoan thần chứ nữa, muốn tới cái xoan chứ nữa. Dạy. Muốn tới cái xoan chứ nữa mà chết chứ nữa. Đàn con thì bây giờ nhà sạch thế này vẫn để cho nó mặt bẩn quá. Lau đi. A Hòa ơi, ông Trình ở nhà không? Sao chắc là mình không biết. Đi sang phiên dịch hộ tí. Vâng. Lấy cái gì ở đây? Lấy gì ở đây? Mì thỏ. Thỏ đã để rồi mà. Thỏ đâu? Chuột. À, chuột. Chuột, chuột thì gọi là thỏ. Lấy đâu là thỏ? Đây à, giờ mua được khóa rồi à? Hôm nọ thì em kia đâm vào thì nó cho tiền không? Hả? Em kia hôm nọ đâm mình thỏ ấy. Cho mà. Cho bao nhiêu? Cho 6 triệu thôi. 6 triệu? Ừ. Gì à? 6 triệu. 6 triệu thì bây giờ là mình lấy là 42 triệu thì sao nó không cho bây giờ sao là họ nó cho. Mình lấy bao nhiêu? Mình lấy bao nhiêu? 42 đấy. Mình đòi 42 triệu á? Ừ, cũng thế, phải là cũng đó, phải là xe đông của mình, không phải là mình đi. Thế nó cho bao nhiêu? Sao nó cho là... Sao bây giờ mình hỏi là cho 10 triệu 2, sao nó không đưa, bây giờ là... Thế đúng rồi, đòi 42 triệu á? Con anh có làm sao đâu mà đòi 42 triệu. Sao không đưa, bây giờ phải là mày dắt xe đông luôn mà, sao không đưa. Con anh cũng chạy nghịch quá đi. Ừ, đúng rồi, không là, chạy mà. Thế là đòi không nó... Gình mình đi thế. Ờ, thế cuối cùng là nó cho là 6 triệu thôi à? Là xong rồi gì? 6 triệu. Xong rồi gì? Xong rồi. Tiền viện phí nó cũng cho 1 triệu hay bao nhiêu nữa đây, đúng không? Tiền viện phí bây giờ thì 2 triệu. 2 triệu, thế là nó mất 8 triệu rồi, đúng không? Đúng mà. Thế được rồi. Con mình không bị làm sao mấy... Sao có ngày trên đấy phải nó đông của bằng ngày của mình phải nó là 40 rồi, 40 phải nó là ma bố có gà to là con của anh nó cũng chạy quá đi. Cũng chạy phải là mình thôi, mấy cái tiền đấy thì người ta cũng không muốn đâm mình đâu, người ta cho thế này là được rồi. Đúng rồi, người ta cũng quan tâm, người ta cũng đến viện tận viện thăm mình. Mình họ nói là cho ít quá, phải là giúp mình đi tì thuốc. Phải nói là ôi sao nó đi tì thuốc, phải là lúc nào mình còn gọi điện sao nó không nhớ, phải là ôi sao nó không nhớ, phải là cho tiền cho mình, phải mình tự đi tì thôi. Thế được rồi. Đi sang nhà ông Trình đi phiên dịch tí, sợ không có ai ở nhà, không biết tiếng Kinh mọi người ạ. Nhà ông Trình thì bé chúa kia, em sinh là không biết tiếng rồi này. Nhà ở thế này bây giờ không vấn đề gì rồi chứ? Đúng rồi. A Hòa ạ, hôm nay đến gặp anh này còn thông tin luôn thì là cái việc là cái bàn của cô Đông ấy, bàn học cô Đông ấy thì là Khâm đang nhờ anh Công là gia công cho rồi, thì là số tiền còn lại của cô Đông bữa trước sau khi mua bếp ga dư ra thì anh em còn đủ để làm một cái bàn học cho các bé và mua độ khoảng 2-3 cái ghế nhựa cao nữa cho các bé ngồi học. Thì là số kinh phí của cô Đông thì anh em mình thông tin trước là đã sử dụng hết, và hôm tới A Giàng lắp cửa thì anh Công sẽ mang lên và qua đây thì em sẽ trao cho A Hòa luôn. Đấy, và cái vấn đề chuộc đất thì nãy cho Khâm thông tin rồi, có lẽ anh em mình sẽ để vào cái dịp mà cuối năm người chủ đất bên kia về. Đấy, là lúc đấy còn phải xem thái độ anh Hòa nữa, là đất có chịu làm không, mà không chịu làm chuộc về làm cái gì, kệ nó cho họ làm trồng cỏ. Vậy là mình thôi, đất phải đất của mình. Đất của mình, thế bây giờ các bác chuộc cho thì phải chịu khó đi làm. Thế chưa? Không phải là mình phải, nó không có tiền, phải là thế bây giờ còn đi tìm Lan không? 6 triệu là đứa kia đưa cho, là bây giờ cầm tiền tươi rồi gì? Ôi, bây giờ cầm rồi gì? Mình đi tì thuốc cho trẻ con, phải
Trinh nó khỏe phải là 6 Trinh triệu. Bây giờ con nó đi đi học được rồi. Không đi làm gì thì cũng sẽ tiêu hết thôi nhá. Đúng rồi. Nên là để cho thằng thò người ta đâm thì mua thịt cho nó ăn. Đúng mua rồi. Thuốc cho nó, đừng lấy 6 triệu về là đi mua rượu các thứ nhá, em quán triệt nhá. Mua rượu phải là nó đi mua thuốc thôi, mua thuốc mua thuốc này, đồ ăn này. Lọt đấy mới mà mua. Đấy. Xong là mang nó đi khám bệnh viện nhớ chưa? Cái đấy thì là nó họ đâm thì đúng mình rồi. Mang cho con thôi nhớ chưa? Mình không được tiêu pha linh tinh. Xong thì là hình như em sinh đây. Xong thì là cái thông tin mọi người thì cái quỹ cô Vân còn dư lại 2 triệu thì là cô đã bảo Khâm là chuyển vào cho ba bé mồ côi, thì là gần như là A Hòa là bây giờ anh em mình không có kinh phí nào của A Hòa khác nữa ngoài cái khoản là đây đây bé chúa đây rồi đi mang cái sữa này đi cho bé chúa chào anh nhé đi đi sang đây một tí phiên dịch một tí cho A Sinh chị mua cả khưa chị mua lo lo nha chị mua xin chào huy đã ăn cơm à ăn cứ ăn đi cứ ăn đi ở đây mang một tí ra đây đi ra đây cho sáng đi. Hôm nay nghỉ à chú? Không đi làm à? Em sang bé xem bé chú một tí nào. Thông tin mấy các bác thì vừa rồi là uống hết sữa của chị Dương rồi. Đấy, thì là hôm nọ Khâm vừa mua thêm 2 hộp sữa. Đấy. Hỏi xem sữa còn không? Có một hộp à? À, có hộp. Hộp mới hôm nọ mua thì vừa mới bóc. Nói chung thì là sức khỏe của bé thì là tốt mọi người ạ. Không có khóc, không có đau gì hết. Chẳng qua thì là do là cái miệng như thế thì không có ăn uống được tốt hơn thôi. Đấy. Hôm nay thì là anh mua thử cái này vào. Anh mua thử cái bột ăn dặm này vào. Đấy. Anh mình trích quỹ ra 95.000 để mà mua thử một cái hộp bột ăn dặm vào xem là bé có ăn được không. Ở nhà em hỏi ô em xem ở nhà có ăn cháo gì chưa? Ăn cháo được rồi à? Nghiền bột ra đúng không? À. Thế thì bây giờ nhá, em pha cái này em cho con ăn dặm thêm. Đấy. Ở trong này thì là có cái bột ăn dặm này. Ở đây thì là cái này mình mua sẵn về thì nó đã có tổng hợp các cái chất rồi. Có rau, có thịt, có các kiểu rồi. Thì mình về là mình chỉ việc pha với nước ấm ấy. Lấy nước ấm quấy lên, như cháo ấy. Đấy. Nước ấm quấy lên cho bé ăn. Đúng rồi. Không. Tùy theo là nó ăn được bao nhiêu nhá. Ví dụ như là lúc đầu nó ăn yếu đấy, em cho một nửa thôi. Cho một nửa em là quấy lên. Đây đâu bé quá thì quấy loãng một tí. Đấy. Con của anh cũng bằng đứa này mà nó ăn được mấy cái bột này rồi. Nên là em quấy loãng thôi. Đấy. Quấy đặc quá sợ chưa ăn được. Đấy. Với lại bảo là cho nước ấm thôi nhá, đừng cho nước sôi quá, cho nước ấm ấm thôi. Đấy. Nước ý em bảo là nước sôi quá thì nó lại mất chất. Anh pha là ở nước ấm ấy. Cũng không được lấy nước nguội nhá, lấy nước ấm ấy. Ờ đấy. Ấm ấm nghĩa là mình uống được, uống vừa không sợ bị bỏng ấy. Đấy ấm ấm xong là quấy lên. Quấy lên là cho nó ăn thử xem cái này xem nhá. Đấy, bởi vì cái này thì hôm nay đi mua thì họ cũng tư vấn cho là cho vì ăn thử cái này trước đi. Em là ăn thêm với sữa. Bởi vì là em hiện tại cũng đang hỗ trợ bé này. Đấy. Để tới này mang đi phẫu thuật. Đi Hà Nội. Mà bây giờ để mà đi Hà Nội được thì bắt buộc rằng là bé phải đủ được 7 cân. Mà thời điểm hiện tại thì hôm nọ lên cân xã được có 5 cân thôi. Đấy, được 5 cân thôi thì bây giờ làm sao mà
bổ sung chất dinh dưỡng cho bé, không phải là anh em mình không muốn đưa bé đi Hà Nội, cô bác anh chị ạ. Nếu mà bây giờ mà mình cứ cố chấp, mình cứ bảo là làm được rồi mình đưa đi thì gần như thì là xuống dưới kia lại không đáp ứng được cái điều kiện. Thì người ta không làm thì mình lại từ Hà Nội về thì rất là mệt, rất là tốn thời gian, đấy, kinh phí đi lại không. Đấy, chịu khó bồi bổ cho nó tí, xem mà nó thích ăn thì bảo anh để anh mua cho. Còn thì bốn đứa đầu, đứa nào đứa đấy cũng mặt sáng sủa, nhưng mà đứa này đẻ ra thì nó lại bị gọi là một tí tật. Đây, đây em xinh nhá, nhớ chưa? Cho thì phải biết so sinh tức lau chữ, đúng không? Đúng không? Xem ăn thử đi. Nếu mà thích ăn thì bảo em gái, em dâu kia gọi điện cho anh. Bởi vì trong này có mỗi em kia biết nói tiếng Kinh đó. Nên là nó thích ăn thì cái này thường thường thì là hôm nào, mua ở quán thì họ tư vấn cho rằng là bốn gói này thì các bé sẽ ăn được độ khoảng 6 ngày. Đấy. Tức có nghĩa thì là hai gói thì sẽ chia ra ăn được 3 ngày với cái độ tuổi là 7-8 như thế. Bởi vì ngoài cái này ra thì nó vẫn ăn thêm sữa, cái này gọi là ăn bổ sung thêm thôi. Đấy, nếu mà nó ăn tốt thì cứ cho nó ăn rồi là anh sẽ mua lên để giúp em bé có thêm cân nặng thôi. Bữa đó đầu tiên là còn rất là gầy mọi người ạ. Bữa nào gầy lắm khi mà chị Dương trước khi là chị gửi sữa về ấy, thì chân tay cũng rất là nhỏ, mà thời điểm hiện tại thì là có da có thịt hơn rồi. Đấy, mắt to. Được rồi. Được rồi, vào thế thôi. Vậy anh này là đưa ông Hòa đi chợ à? Đi với nhau à? Được rồi, thế nhá. Vào ngó ngàng một tí thôi. Đấy. Anh em mình thôi ra về thôi. Anh này thì cũng nhà trong được khóa à? Gần ông già không? Còn ông già ở trên này, mình ở dưới một tí. À. Còn trường hợp của anh thì anh cứ về anh chụp hình các thứ gửi cho em nhé. Cứ chụp hình các thứ rồi là em xem nhà cửa ra làm sao. Xong là quay video cũng được mà. Hiện tại anh này thì đang đến tiếp tục là nhờ Khâm vào ngó một cái hoàn cảnh. Thì bữa tới mà em có thời gian hơn cơ. Hôm nào em vào nhà ông Giàng đi. Xong là em điện cho em vào xem. Hôm nào vào đấy thì em đưa đi xem. Để với ông chú này nói chung là ngoài chi là nó chỉ ốm. Gia đình nó chỉ ốm. Bát cho một cái lá nó ở rồi. Nó phải anh em nhà anh không? Anh em mà. Anh em như nào? Họ à? Anh em cùng họ ấy. Họ hàng gì? Nó là ông đẻ con bố em là... Ất hay Ất bố ông với lại ông cụ nhà mình là anh em. Vâng ạ. Thì bố nó mình gọi là ông, nó bàn bay bé với bố. Vâng. Chú thì nó nhà nó thì trước là cũng nó cũng bảy anh em. Vâng ạ. Bảy anh em lúc chưa tài sản xong rồi lúc nó lấy vợ, từ lúc nó lấy vợ ấy thì bố mẹ chia là nó không biết làm nào. Được rồi, nói chung thì là một cái hoàn cảnh nó cũng éo le và khó khăn đúng không? Đấy, gần như là thì lúc đấy thì bây giờ ông bác chết được 2 năm rồi. Vâng ạ. Vâng. Chết được 2-3 năm đấy thì nó ở một mình thôi. Vâng. Thì nó hoàn cảnh nó kiểu một mình thì nó đi làm thì vợ con ở nhà thì hay mất nuôi gà nó ấy hay mất. Được rồi. Thì nó cũng không làm gì được thì ở nhờ đúng không? Ở nhờ. Nhà cũng hỗ trợ cho nó một cái nhà tạm, nhưng mà về thì không làm anh được. Anh em thì cũng nhờ để đào được cái lá cái nền thôi, nhưng mà không biết làm nào để có tiền làm. Cái tiền mà 40 triệu để vào làm cái nhà đấy thì tôi nghĩ không thể làm được. Đấy.
làm cái nhà đấy phải làm theo căn cứ của nhà nước thì nó phải đủ mét rồi ấy, nó thì không thể đủ điều kiện để làm. Lúc nào em vào ngó ngàng xem, cũng không dám hứa là giúp được gì đâu, nhưng mà sẽ vào xem thế nào. Khó khăn thật sự thì cũng sẽ ghi hình. Còn được rồi, ok. Ông Hoàng thì đi chợ thôi. Vâng. À, có người chở xe máy đi à? Xe ôm à? Không phải đâu. Đây là mình gọi là cậu. Cậu à? Cậu. Đây gọi là cậu xong hôm nay. Cậu đi chợ không? Đi chợ thì đi xong là đưa. Vâng. Không phải xe ôm đâu. Tưởng gọi xe ôm. Nè. À, đưa tiền cho con. Nè cá hả? Coi chúng ta cắm mù nữa. Thôi tiền có thì ông cầm, ông quản lý, ông đưa cho con làm cái gì? Có tiền tí là đưa gì nữa, đi nó đi mua hết. Đưa cho con làm gì tí lại rơi. Đây này, cái mặt ông chứ này sao xước thế, sát thế này tiếp rồi hả? A Hòa, mặt sao lại xước thế tiếp rồi? Khâu nè. Sao nó... Khâu là gì đó? Dạ, rõ này khớp. Ngứa. Ngứa thì phải rửa sạch sẽ rồi là bôi thuốc các thứ chứ. Chân tay, móng tay, tay chân phải sạch sẽ. Bây giờ ngứa, tay bẩn gãi lên thì lại càng nhiễm vi khuẩn. Đúng rồi. Đúng rồi. Ông này nói chung là cũng không biết chăm con anh ạ. Đúng rồi. Có bạn đẻ thì nhiều. Nếu nấu chế nữa tới đây hú mà chưa? Theo nếu chỉ nói thế là kiểu nó cũng là con út, nhưng mà kiểu từ lúc đầu về nó không biết chăm con ấy. Ông này á, cái lúc mà nó đã ở bên bên kia mà ông mấy ông anh chưa đuổi nó ra đây ấy. Thì mình bảo mấy lần bảo theo cậu là làm cái nào thì thế này thì nếu mình biết bỏ rồi chăn con như thế này thì không thể được. Đây cái tường thì tai nạn thằng thì gọi là xước sát hết khắp nơi. Đây là em giúp làm cái nhà. Cái đến này tai nạn thì nó không nói cho ít để lấy ô tô nó mà đây thùng thùng đấy nó ta mình biết chứ không. Hôm qua hôm kia, mấy gọi điện bảo là xem qua bốc thuốc lá để bốc thuốc lá bún ấy, cho nó ăn ấy. À, hầm mấy gà. Hầm mấy gà cho nó ăn ấy. Chẳng nói rồi, nhiều cái tổ thế nhỉ. Nó đi bốc thuốc lá. Thế mình mới bảo là thế. Thế nào ấy, bà tôi. Tai nạn thôi. Mình bảo là thế sao không đưa viện nó, không đưa viện nó sao mà. Hết thuốc rồi à? Ông này hết thuốc rồi à chứ ấy. Thuốc rồi. Bôi vào cho nó rồi là rửa sạch chân tay, vệ sinh chị lớn rồi vệ sinh cho các em với. Tôi đi chợ đi, không để muộn. Nhìn lên cao tiến độ của tao chơi hu xế xí thì mà nó không chua đâu mà. Đúng rồi. So hu đồ đồ làm nhà cho sạch thế là chưa chua mà. Phải giữ gìn sạch sẽ. Trong đó nhớ tao tổ tên đi lau thay tá này mà sao bụi mình vào tại mình đâu. Cho mình vào mà giờ tiền là nhau chơi mà chua hu đâu mà. Nếu chúng mua mà chia cho tao tế hu mà. Yo mất tiền quá to hơn rồi. Thế anh thấy em làm cái nhà nó sạch không? Sạch. Đẹp sạch, ông này phải biết giữ gìn vệ sinh. Đấy, có anh này phiên dịch rất là ổn đấy. Nói chung là nhờ anh em thấy là anh mọi thứ tiếp thu rất là tốt và anh có kiến thức hơn. Anh thì giảng dạy ông cậu ấy, với lại bà vợ mình ông. Nhiều. Cái đợt mà hai anh em mình làm ở nhà hộ ấy, nó không bảo mình về để hộ xong là dưới nhà, nhưng mà đợt đấy mình đi làm thuê. Làm thuê rồi xong là mình mới bảo là chưa thể về được. Em dặn nhiều lắm, không ăn thua khả năng. Ví dụ như anh biết ở bên kia thì mình cũng dặn nhiều. Bên kia bởi vì lừa nó ở dưới mình mà nó hay đi lại mình thường mình lúc hai đứa đi về đấy. Thì mình dặn mà con thì quài nữa này. Thế nào thì đi làm nào làm phải mua cho nó ăn cái gì để bổ cho nó, hoặc là nhờ bà cái nào thì phải đặt vòng hoặc là nào để ý một tí nhiều con. Không, đợt này thì phải cho bà vợ ông đi đặt vòng thôi. Vừa rồi là không biết lại phương án. Vừa rồi nó ở xã. Xã vừa gọi mà. Hôm nọ em trình bày đề xuất lên xã hết rồi, nhưng mà đang đợi là vợ nó xong cái cữ đó. Đang ở cữ con. Vừa rồi xã là cũng gọi, cũng bảo là thông tin rồi, nhưng mà đang đợi cho nó cữ hết đó.
hôm nay cháu Khâm lên cập nhật một chút tình hình bé Chúa. Có lẽ thì hành trình tới sẽ là một cái hành trình mà đưa bé đi phẫu thuật ở Hà Nội, thì cũng rất mong sẽ tiếp tục nhận được những sự theo dõi, ủng hộ của các cô, các bác dành cho kênh cũng như là dành cho em bé. Hy vọng rằng là sớm sớm thôi sẽ đủ điều kiện để đưa bé đi thăm khám và phẫu thuật ở Hà Nội. Hôm nay vào thì cũng nhân tiện là có thấy A Hòa ở nhà, ghé vào và chụp một vài những cái bức hình thôi và quay lên một chút tình hình gia đình anh Hòa. Đấy, có lẽ là hành trình tới là cô ba anh chị sẽ không có thấy anh em lên sóng A Hòa nữa. Mọi cái trách nhiệm thì gần như anh em mình đã hoàn thiện. Bây giờ thì đúng ra là cũng còn một cái phần công việc, nhưng mà hẹn các bác là cuối năm khi mà chủ đất về thì anh em sẽ chuộc lại cái mảnh nương kia cho A Hòa theo như những gì mà cô Nguyệt dặn dò cho cháu Khâm và gửi tiền cho cháu Khâm. Hai nữa thì là cái bàn học thì chắc lẽ là 2-3 hôm tới nữa thôi. Sớm đó thì anh Công lên thì anh em sẽ đưa cho nữa, thì là cũng xong công việc. Hôm nay đến đây thôi, rất là cảm ơn các bác. Bây giờ trời mưa rồi, anh em mình có lẽ cũng di chuyển thôi. Cảm ơn các bác rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi ạ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nhé.